Lần đầu tiên tại Việt Nam, các nhà khoa học đã ứng dụng công nghệ cao chiết xuất được các hoạt chất quý từ cây sinh lý Muira Puama ở vùng Amazon, ứng dụng vào việc sản xuất ra viên sủi hỗ trợ tăng cường sinh lực nam tại nước ta. Thông tin vừa được công bố trong sự kiện giới thiệu tại khách sạn Melia, Hà Nội. Estrogen này thì ngoài các cái thảo dược cổ truyền của Việt Nam chúng ta, ví dụ như dâm dương ngoắc, như nhục thung dung, ví dụ như là bạch tật lê, rồi cây bá bệnh, vân vân. Nhưng cái sản phẩm hay và đặc biệt của cái sản phẩm này là nó có một cái thảo dược có nguồn gốc từ vùng Amazon. Đấy là sản phẩm gọi là Muira Puama. Thì người ta đã sử dụng để giúp cho người đàn ông có thể tăng cường khả năng sinh lý, tăng cường ham muốn, chống rối loạn cương dương. Rừng nguyên sinh nhiệt đới Amazon là khu vực có nhiều động thực vật quý hiếm nhất thế giới. Đây cũng là nơi xuất phát của nhiều loại thảo dược có 102, chứa nhiều công dụng với sức khỏe con người. Muira Puama, tên khoa học là Prichopetalum olacoise, là một loại thảo dược mà từ lâu nó được liệt vào danh sách hàng đầu các vị thuốc kích thích dục năng của cư dân vùng Amazon. Nó cũng là bí quyết để những người đàn ông thuộc bộ tộc Zeo, nơi đây thuộc tộc người theo chủ nghĩa đa thê, chiều lòng các bà vợ sau một ngày đi săn mệt nhọc. Well, you often think that black people are very big and strong, but you guys are mistaken. It's all because of our secret herb, Muira Puama herb. It's a famous physiological herb from the Amazon. Unfortunately, Muira Puama is a very rare and it's only found in the Amazon forest, so it has not yet appeared here in Vietnam. Therefore, we have cooperated with Estra Muira brand. Trong thành phần của Muira Puama chứa chất Acidogenic có tác dụng kích thích tạo hưng phấn. Muira Puama hỗ trợ khả năng tình dục của nam giới, giúp nam giới quan hệ tình dục lâu hơn. Chúng tôi đánh giá là cái sản phẩm Estrogen có những cái ưu điểm, tập trung vào cái mấy điểm. Và thứ nhất là nó giải quyết được, nó kích thích cái hormone và sinh ra hormone testosterone tự nhiên, hormone nam giới, và nó tạo ra người ta có cảm giác hưng khấn phấn. Và chính vì vậy cái hiệu quả của nó đến từ rất là nhiều các cái tác dụng khác nhau trên đối với cơ thể, đối với sức khỏe của đàn ông. Và vì vậy cái này nó đem lại hiệu quả cũng như tính an toàn. Tất cả người đàn ông ở trên thế gian này đã là một người đàn ông thì họ đều muốn mình khỏe hơn, mạnh hơn, cho dù được coi là phái mạnh. Mà tất cả cái bắp tay, bắp chân, cái cơ thể, cái đầu, cái trí tuệ hay là mọi thứ đều có thể tập luyện được. Nhưng riêng có cái nội tiết tố nam thì khó mà có thể tập luyện được. Và chắc chắn là phải cần những cái dược phẩm bên ngoài hoặc những cái thuốc đông y, đặc biệt là nguồn gốc từ tự nhiên thế này là nó rất tốt. Mới đây, các nhà khoa học đã cho ra mắt viên sủi Estrogen chứa hoạt chất quý Muira Puama được chiết xuất từ chính cây sinh lý vùng Amazon.